Hiện nay là phiên sáng của buổi sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023. Sáng nay vừa Lan Cường Thúy nhà em về rất là nhiều hàng. Đây em quay đây cho các bác xem nhá. Hàng Thái đập chậu này, giá siêu yêu thương nhá, mà cây cực kỳ là đẹp này các bác ơi. Cây cực kỳ là to, chứ còn cây này thì nó cũng sẽ hơi lỗi một xíu, chứ không phải là cực kỳ là đẹp. Siêu to khổng lồ này. Đấy. Và em bảo hành với các bác là hàng này là hàng Thái xịn. Vì sao em bảo hành vậy? Vì đối với cái hàng Thái xịn ấy, các bác nhìn cây nó không thược bóng mượt như cái hàng trồng ở Việt Nam, nhưng mà về bông hoa này, những cái hàng này toàn hàng đầm lầy nhá, bông hoa siêu dài luôn và màu sắc cực kỳ rực rỡ. Và các bác trồng thì chỉ có cây nó tốt lên, chứ không như cái hàng Việt Nam là họ cho ăn nhiều phân thuốc, thì các bác nhìn nó cứ bóng mượt, nó cứ bóng mượt đi, nhưng mà về cây trồng nó cứ teo dần đi nhá. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác, tính hàng kg này em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 300.000 một kg. 1 kg thì nó có trung bình từ 3, 4 cây, 2 cây. Và có thậm chí là có những cái bụi nó là 1 cây nhá các bác nhá. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Đấy. Và hàng nó sẽ hơi lỗi chứ không phải đẹp long lanh. Các bác nào thích mua đẹp long lanh thì giá nó sẽ đẹp đắt hơn nhá. Sau đây em sẽ chia mã ra để các bác ưng cái mã nào thì các bác chốt hàng cái mã đấy cho nó thoải mái luôn. Đánh mã tiếp theo đó là từ mã H8 trở đi nhá. Hôm nay em lên cho các bác toàn những siêu cánh buồm, siêu to luôn. Và cái giá cây này nếu mà là cây hàng thuần thì nó rơi 700-800 nghìn một cây nhá. Nhưng mà bởi vì là vận chuyển đấy nó bị hỏng chậu thì đập ra bán nhá các bác nhá. Đấy, toàn những siêu. Và những cái hàng này hàng Thái xịn, hoa nó rất chi là nhiều màu. Đấy, cái vườn này nhà em lấy bao nhiêu năm nay rồi, màu toàn màu hot hit, màu đẹp thôi nhá các bác nhá. Và cái hàng này em vận chuyển đi xa, em sẽ cắt nước em gửi đi xa, khi các bác nhận nó sẽ hơi héo. Các bác để ra ngoài vài tiếng các bác tưới nhẹ cho em, sang đến ngày hôm sau các bác hòa cái Atonic này mới B1 cho các bác ngâm này. Ngâm độ khoảng nửa tiếng xong rồi treo ngược lên cho em. Thế lúc nào mình cấy cũng được nhá. Và có những cái rễ khô nào các bác cắt hết cho em. Đây này, mã H8 này gồm có 3 cây, 410.000. Các bác ơi, cuống hoa cũ này. Và cái hàng này em bảo hành cho các bác nhá. Hoa không dài. Tết đến các bác đến bắt đền em luôn, em giả luôn cả tiền xe nhá. Hoa siêu dài luôn. Cái dòng này này, cây thứ nhất này, quá yêu thương luôn. Đây em quay vào đây cho nó đỡ sập bóng. Cây thứ nhất này, một cây lá xếp này. Cây thứ hai này. Cái hàng này mua các bác mua phải 600-700. Siêu dài luôn nhá. Toàn những cánh buồm. Cây thứ ba đẻ con nhá. Đấy, đẻ con này. Con này con màu. Con này con màu cẩm nhung nhá, đẻ con nhá. 3 cây, mã H8 410.000. Tiếp đấy là mã H9 cũng gồm có 3 cây cánh buồm. 450.000. Cây to thì nó sẽ được ít cây nhá. Các bác nhìn này, siêu cánh buồm. Và cái hàng này nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá các bác nhá, không có đẹp đâu. Thì thoảng nó sẽ có vết cắt hoặc là vết hơi nứt lá một tí nhá. Đấy. Siêu cánh buồm luôn, to lắm. Và đây, một cái rề 2 cây nhá. Siêu to luôn. Đấy, em quay cho các bác xem này. 3 cây là 450.000. Em đóng vào một cái thùng, gọi là các bác nhìn thấy thùng các bác ngất luôn. Cực kỳ to luôn. Mã H9 gồm có 2 cây 350.000. Trời ơi, cây thứ nhất này, đẻ con nhá. Nó đẻ 2 con này, con đằng trước này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Con đằng sau này. Hai con, một con này, hai con này siêu lá mít luôn nhá. Ôi. Mã H9 này, mã H10, 3 cây 360.000. Cây thứ nhất này, toàn những siêu to luôn. Cây thứ hai đẻ con nhá. Đấy. Cây thứ hai đẻ con này, siêu lá mít luôn. Cây thứ ba đây, các bác nhìn đáng yêu không? H10 này. Tiếp đến H11 gồm có 7 cây 340.000. 1 cây này. 2 cây này. 3 này. 4 này. 5 này. 6. Ôi dồi, cây này đẹp quá. 6 này. 7 cây. 7 cây 340.000 H11. H12 gồm có 3 cây 440.000. 1 cây này. Ra những siêu cánh buồm luôn. Hàng mới toe luôn nhá. 2 cây này, 3 cây này. Đấy,
Cây này nó lá nó sẽ hơi bị lứt một xíu chút nhá, hàng ngày Hoàng vận chuyển nhá. Xước này siêu to siêu đẹp luôn nhá. 3 cây 440.000. Và ngoài ra các bác có nhu cầu là nhặt cho tôi 5 cây nó tầm cỡ như thế này, hoặc 6, 7 cây tầm cỡ như thế này, em sẽ nhặt nhé các bác nhé. Phân bón cho cây em về em phục vụ các bác nhé. Đầu tiên em giới thiệu với các bác một cái loại B1. B1 này, hàng này hàng của Thái Lan này. Cái hàng này thì các bác 7 đến 10 ngày các bác hòa ra, các bác tưới cho em một lần. Các bác hòa là hòa một cái nắp này tương đương với 2 lít hoặc 2 lít rưỡi nước nhé các bác nhé. Cái này là B1 để dinh dưỡng cho cây này. Tiếp đến là một cái loại N3M. Cái loại này là da dễ cực mạnh này. Cho tất cả trong đây nó có hướng dẫn sử dụng rồi. Đấy, cái hàng này em để cho các bác giá 30.000 một nọ nhá. Và đây là một cái loại phân bón lá tổng hợp này. Nọ này này em để cho các bác giá là 40.000 một lọ nhá các bác nhá. Đấy. Và đây là một cái loại phân thông minh. Cái phân này phân hạt là mình rắc vào cái quanh gốc cây ấy, hàng ngày mình tưới nước thì cái dinh dưỡng nó sẽ chảy xuống dần nhá. Cái nọ này là 30.000 một nọ này. Đấy. Đây là một cái loại phân bón tổng hợp tốt dễ bật mầm xanh lá này, giải độc, chống sốc cây nhá. Cái nọ này em để cho các bác giá 50.000 một lọ nhá. Đấy. Tất cả trong đây đều có hướng dẫn sử dụng rồi. Và đây là một cái loại phân que, cái loại này phân tan chậm, hàng này hàng nhập khẩu từ Mỹ nhá. Một cái vỉ này là 120.000 một vỉ. Đây, cái hàng này các bác sẽ lấy một cái trong đây nó có những cái thỏi nhỏ, các bác lấy ra các bác để vào gốc cây nhá, hoặc là treo lên. Đấy. Thì hàng ngày dinh dưỡng nó cũng sẽ chảy dần nhá, nó là phân tan chậm mà. Đấy. Và đây là cái là dòng mà hoàng hậu xanh, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa nha các bác nhá. Hàng em vừa cập bến xong. Và có một cái này, hàng này là hàng Thái Lan cho nên là hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác này. Cây siêu to khổng lồ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Riêng với cái mặt cái hoàng hậu xanh này này, bông hoa nó siêu dài, một cần bông của nó có thể là lên đến 100 hoặc hơn 100 cái bông hoa nhỏ nha các bác nhá. Và hoa nó từ lúc mọc, từ lúc nhú nụ cho đến lúc tàn hoa nó rơi vào 4-5 tháng nha các bác nhá. Nó gọi là hoàng hậu mà, vợ vua nhá các bác nhá. Cho nên là hoa siêu đẹp luôn. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này, chị ơi bê hộ em với. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này em chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Đây, các bác nhìn này, chị cứ đứng nguyên đấy. Chậu siêu to khổng lồ, các bác nhìn thấy không, nhìn thấy người mẫu nhà em cao to nhá. Đấy, chậu rất là siêu to. Chị bê thêm em chậu nữa. Nặng lắm nhá, một chậu này rất là nặng luôn các bác ạ. Cho nên là các bác mua 3 chậu, em Thúy sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em sẽ gửi một chậu nhá các bác nhá. 140.000 một chậu này các bác ơi. Đừng có tiếc rẻ nhá. Giá tiền đây này, đây thi thoảng có cây có sưng nụ và có cây chưa sưng nụ, nhưng em bán hàng không nụ như các bác nhá. Để cho nó yên tâm không, không mình tại vì nhiều khi bận quá, cây nào mình cũng vạch ra có khi nụ nó ở bên trong đây này. Thế là mình không vạch được ra, mình tìm vạch ra thì nó hỏng mất cây. Cho nên em không em bán hàng không nụ như các bác nhá. Và cái hàng này nhá, củ nó siêu to. Cái hàng này này, khi nào mà củ, cái nào mà nó ít củ thì củ nó sẽ to, nó nhiều củ thì củ nó sẽ bé. Và cái hàng này em tư vấn các bác là về các bác lên sang chậu cho em. Sang chậu mình trồng vào cái giá thể mới, để cho cây nó đẻ nhá. Cây nó đẻ rồi, cây siêu đẻ luôn. Hoàng hậu mà, cho nên là đẻ hết rất là nhiều luôn. 7 đến 10 ngày các bác cho em nó ăn phân thuốc một lần này. Đẹp lắm các bác ơi. Siêu to, siêu dài đây này. Em lấy cái chậu trung bình nhá. Còn những cái chậu nó cao vượt hẳn lên như thế này này. Siêu to. 140.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 2 chậu em đi đơn nhá, thì các bác cộng thêm tiền ship cho em. Và có một cái điều như thế này nữa nhá. Em nói này, các bác nhận hàng có những cái cây này nó có cái lá vàng ở ngoài đây. Đây là cái lá này nó già nhá các bác nhá. Lá nó già rồi nó sẽ bỏ đi. Đây này em bóc ra cho các bác xem nhá, không được vấn đề gì nhá. Bóc nó đi thì nó lại ra cái củ mới như thế này. Và em khi mà em quá trình em bóc ra là cho bên trong nó sẽ có, đang có con hoặc có nụ nhá các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác
cứ để nguyên như thế này cho nên không nên bóc nhá. Bảo các bác cũng cứ bảo sợ thối nhá, không phải thối nhá, các bác đừng chê đấy, các bác không sợ thối nhá. Nó bên trong nó đẻ con này, mình bóc ra giờ nó hỏng nhá, để tự nó tự nhiên nó rụng ra thôi nhá các bác nhá, tự nhiên nó rụng ra thôi đấy. Không có một số bác lại cứ chê hàng thối, các bác lại không nhận. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa, đó là trầm thiên long nhá các bác nhá. Một cái hàng này là cũng là một dòng giống trầm của Đài Loan nhá các bác nhá. Đấy. Hàng này hàng ươm ki cho nên là em bảo hành mặt hoa cho các bác này. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Thế này, chậu rất là nhiều thân. Nó rơi vào tầm 7, 8, 9, 10, 11 thân gì đấy. Em đếm không hết đâu. Chi chít chỉ chịt. Những cái hàng này về các bác nào mà mình, các bác đơn giản ấy, thì các bác cứ để về các bác để treo chơi thôi. Rồi bác nào mà cầu kỳ mình muốn để sang cái chậu to ấy, để cho nó lên một cái giò to hoành tráng, thì các bác sang chậu thì các bác để cắt cho em cái chậu nhựa này, bê luôn cả cái giá thẻ lên nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu trầm nhá. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Đấy, nó có hai mặt hoa. Các bác ưng mặt hoa nào thì nói em sẽ nhặt với các bác nhá. Một mặt hoa là nó sẽ là mũi, nó sẽ họng, nó sẽ là họng đen nhá. Một cái là họng, nó họng viền trắng này. Đấy, các bác cái chuẩn giống Đài Loan này nhá, chữ Đài Loan đây. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu đi. Ba chậu em miễn phí ship nhá. Quá rẻ luôn các bác ơi. Ba chậu như này này, siêu to khổng lồ như thế này, em bỏ ra cho các bác xem này. Đấy, siêu to khổng lồ luôn. Em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, các bác nhìn này, 140.000 một chậu, giá quá rẻ luôn. Hàng rất là ok. Đây các bác nhìn này, mướt mát luôn này. Em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Trầm thiên long nhá các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn. Có thể là lúc nãy là nó nắng nó dọi vào, các bác nhìn nó không kỹ mặt hoa. Nhưng mà hoa là em bảo hành vừa đẹp vừa thơm nhá các bác nhá. Đấy, siêu đáng yêu luôn. Ok, ba các bác nào mua 3 chậu em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn gửi hàng nhá các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Và đây là một cái dòng hoa trầm rồng đỏ xưa nhá các bác nhá. Hoa này, cái trầm rồng đỏ đấy, hoa là chuẩn Tết luôn các bác ạ. Siêu đẹp luôn, thân mập cực kỳ luôn. Mập ú ụ luôn nhá. Và hàng này cây nó chiều cao nó đạt tối đa nó phải rơi vào 1m2 nhá. Bây giờ cây nó mới đang phát triển này, nó bây giờ một chậu của nó trung bình nó dựt cao từ 40 cm trở lên nhá. Em cho các bác xem mặt hoa trầm rồng đỏ này. Hoa siêu thơm luôn, trầm thì không phải nói rồi, trầm nào cũng thơm. Trầm rồng đỏ hoa này cực kỳ thơm luôn. Đấy, hoa chuẩn Tết nhá các bác nhá. Các bác cứ mua cái này về treo này. Gọi là nó rẻ ơi là rẻ, Tết đến nhà mình góc nào mình cũng có hoa chơi này. Át hết mùi thược thịt mỡ dưa hành nhá. Một chậu nó chứ vậy trung bình nó từ 4 thân trở lên. Em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn. 100.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Đấy, còn các bác là mua lẻ đi đơn, ví dụ ghép các bác ghép đơn 1 chậu thì em vẫn gửi nhá. Những cái hàng này thì những shop khác người ta đang bán 120, 130, thậm chí là 140, 150. Nhưng em bán có 100 thôi, cho nên là em giảm số lượng. Chứ các bác mua 1-2 chậu, các bác bảo em gửi là em làm em lỗ tiền công nhá các bác nhá. Lỗ tiền công, lỗ tiền thùng bìa. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc chơi treo chơi thôi. Chuẩn nhá các bác nhá, hàng này hàng ươm ki chuẩn này. Cái hàng này các bác muốn ra hoa chuẩn Tết thì tầm tháng 12 dương các bác bắt đầu cắt nước. Có nghĩa là lúc ấy các bác chỉ tưới vào gốc cây thôi, các bác đừng tưới vào thân và lá. Lúc ấy là hoa lá nó sẽ rụng đi, nó chỉ còn cái cọng không thôi. Thì đến gần Tết nó mới ra hoa được, nó để mình chơi nha các bác nhá. Đấy, siêu đẹp luôn, 100.000 một em thôi. 300.000 ba em, em mượn miễn phí ship nhá. Chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Cực kỳ đáng yêu luôn. Thanh đạm Indo, hàng hoa Tết nhá, nhà em lại cập bến này. Và em bảo hành cho các bác đây là chuẩn thanh đạm Indo nhá. Hàng này thường thường là nó sẽ có hai mùa hoa. Một mùa hoa chính là nó là vào dịp Tết,
và một mùa hoa phụ nó vào rơi vào tháng 5, tháng 6. Như cái hôm vừa rồi em quay đấy, nhà em là có ra hoa này. Cho cái mùa này thì em không sẽ không bảo hành mặt hoa cho các bác. Nó có ra nhưng mà nó ra rất là ít luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái hương thơm thì cực kỳ là thơm và hương thơm rất là dịu dàng, nhẹ nhàng nha các bác nhá. Hoa ra chuẩn Tết luôn. Đấy, các bác nhìn này các bác, đây là toàn những cái mặt hoa thực tế trồng tại vườn nhà em nhá. Đấy. Các bác lên mua những cái hàng này này, các bác lên mua, mình mua nên mua nhiều để về lúc mà mình ghép ấy thì nó sẽ ra một suối hoa như thế này. Các bác ơi, vườn ở bên Thái nó nở này. Đấy, một suối hoa luôn. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Đây này, em ghép thử vào cho các bác một cái giò này là 3 chậu nha các bác nhá. Đây này, Tết thì nó sẽ ra một suối hoa luôn. Đây, 3 chậu của em trông nó ra, lúc mà nó ra hoa thì có gọi là ối giời ôi luôn. Hoa cực kỳ là dài nhá. Mỗi một cái củ này khi mà nó ra hoa thì ra nó ít nhất là hai nhánh hoa hai bên. Đây là củ mới ra thì nó củ nó sẽ bé nhá. Đấy. Và khi nó củ nó to, nó già rồi nên nó sẽ ra này. Ra nó đó là củ to. Nó phát triển này, củ to. Và cái hàng này các bác về lên sang chậu cho em. Vì sao em nói thế? Vì nó đẻ rất là nhanh. Đây này. Để cho nó tránh tình trạng là cái cây này nó đẻ ra, nó tròi hẳn ra ngoài đây này. Các bác lên sang chậu. Các bác sang chậu thì các bác chỉ nhấc nhẹ một cái là nó sẽ ra luôn. Đấy. Các bác nhấc nhẹ một cái thì nó sẽ ra luôn. Thì các bác bê luôn cả một cái bụi đấy. Các bác bỏ sang cái chậu khác cho em nhá. Siêu thơm luôn. Thì các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ free ship cho các bác. Em để đây cho các bác nhìn 3 chậu như này nhá, free ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em vẫn gửi 1 chậu cho các bác, còn không thì là em gửi từ 2 chậu, các bác cộng thêm cho em tiền phí ship. Siêu đáng yêu luôn nhá. Và đối với cái dòng này thì cái lá nó không được mượt mà cho lắm đâu nhá, thi thoảng nó sẽ bị như thế này nha các bác nhá. Đấy là nó cho hàng chuẩn rừng Indo thì cho nên là nó như vậy, chứ không phải là cái hàng vớ vẩn, cái củ nhỏ nhỏ là hàng những cái người cái gì, những cái nick Tây Bắc Tây Biếc người ta cho hàng vớ vẩn lên, họ nói là thanh đạm Indo, nhưng mà hàng nhà em bảo hành cho các bác nhá. Đấy. Em giới thiệu tiếp đến các bác bốn cái dòng hoa phi điệp cực kỳ nổi tiếng. Đó là châu Như lưỡi lưỡi bẹt này. Bệt ma bó này, di linh xuân này, và đây là giả hạc lâm sung nhá. Để em cho các bác xem mặt hoa này. Đây, bệt đây nhá, giả hạc lâm sung này, di linh xuân này. Đấy, bốn cái dòng hoa cực kỳ nổi tiếng, hoa gọi là siêu thơm siêu đẹp luôn nhá các bác nhá. Để em cho các bác xem từng loại một đây. Đây là giả hạc lâm sung nha các bác nhá. Cây cực kỳ là chậu nó cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy, chân một chậu nó có cả thân dài thân ngắn. Hàng này em sẽ chia sẻ đồng giá cho các bác, giá là 70.000 một chậu nhá. Đây là giả hạc lâm sung nha các bác nhá. Đây, một lò góc đây này là giả hạc lâm sung. Còn đây là trông như lưỡi bẹt nhá. Đấy các bác nhìn xem này. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Còn đây là cây nù tam bố nha các bác nhá. Đấy, nù tam bố này. Siêu đáng yêu luôn, thân tím ngắt luôn nhá. Đáng yêu lắm. Đấy. Và đây là di linh xuân nha các bác nhá. Di linh xuân. Rồi đây này, móc nó cứ dính vào với nhau rồi. Đây, một chậu như thế này đây các bác ơi, siêu đáng yêu luôn nhá. Siêu đáng yêu luôn, của em nó đây. Hàng trồng thuần rồi, về có móc chỉ việc treo chơi thôi. Khi các bác mua 4 chậu như thế này, đây 4 chậu gồm có 4 loại như thế này nhá, em chia sẻ với các bác giá chỉ độc có 270.000 và em Thúy miễn phí ship nha các bác nhá. Đấy, trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì các bác lấy một loại này một loại kia rồi gì đấy thì em ok nha các bác nhá. 270.000 bao ship 4 loại gồm có di linh xuân này, châu như lưỡi bẹt này, bẹt ma bó và giả hạc lâm sung nha các bác nhá.
Em vừa về cập bến được 1 kg nhạn siêu VIP nhá các bác nhá. Đẹp lắm cơ. Hàng lá mít đồng xu. Và em bảo hành với các bác là chuẩn hàng nhạn VIP 4N. Và hàng này là hàng Thái Lan, cho nên là hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch nhá các bác nhá. Và em bán cây là tình trạng là cây chưa có hoa. Em cho các bác xem mặt hoa nhạn VIP này. Hoa đẹp cực kỳ, nói đến về cái dòng nhạn thì em không phải bàn cãi rồi mấy các bác rồi. Hoa siêu thơm luôn. Thơm lắm cơ. Đây, một chậu nhạn mít đồng xu như thế này nó trung bình từ 6-7 cặp lá trở lên. Bản lá đây các bác ơi. Bản lá nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Nhưng mà lá, bản lá to dày. Và em bảo hành luôn các bác một lần nữa là chuẩn nhạn VIP của nhà em nhá. Siêu yêu thương. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá 300.000 một chậu. Và các bác mua 2 chậu em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới đi đơn được một chậu nhá. Còn một chậu này em không gửi. Đấy em. Siêu yêu thương luôn. Hàng này về thì các bác chăm sóc cực kỳ là dễ. Cây này nó lớn nhanh hơn, hơn là thổi luôn. Các bác cứ từ 7 đến 10 ngày tưới cho em cây B1 đầu tiên hả. Còn các bác có phân bón thì các bác tưới thêm thì các bác tưới thêm nhá. Đầu tiên nó là phải là cái quả B1. B1 nó là dưỡng chất để cho cây nó khỏe này, nó mới hút được dinh dưỡng cho cây. Cái thứ hai nữa là cây này thi thoảng nó có cái lá nó màu như này. Nhưng mà em bảo hành cho các bác đây là không phải lá già, lá vàng, lá gốc cây. À không phải là vàng lá ở cây đâu nhá, mà đây là cây nó già, nó được nắng nhá. Đấy, nó không bị làm sao hết. Cây hầu như là cây nào nó có như thế này. Thì một số bác không biết thì em giải thích cho các bác để các bác hiểu rõ nhá. Cây nó không bị làm sao cả. Siêu yêu luôn. Đấy các bác ơi, đẹp chưa? Lô thiên nga nhiều màu, em cập bến đi phục vụ các bác nhá. Đây, hôm nay thì em có thiên nga đen này. Đen này, vàng này, trắng này, xanh này, đỏ này, một cái màu nữa là màu cam, thiên nga cam nữa, cái màu cam cam lửa, cái màu cực kỳ đẹp luôn. Đây, toàn là màu nổ thôi. Đó, em sẽ lên cho các bác một combo 5 màu giá là 270.000, em bao ship nhá. Cái này nó là hàng cốc giống, nên là một chậu của nó chỉ có một thân thôi này. Và em cũng lưu ý các bác, như các bác nhìn thấy thực tế này, đây nó sẽ có cây to cây nhỏ. Cây to cây nhỏ nó còn phụ thuộc vào màu hoa nhá. Ví dụ như cái màu đỏ này thì cái củ của nó sẽ nhỏ hơn này. Đây là màu xanh nhá. Màu xanh này, màu xanh là củ to nhất, cái màu xanh cốm ạ. Còn mấy cái màu kia thì thân nó gần gần giống nhau. Cái này thì lưu ý với các bác một chút về cái phần lá của nó ấy ạ. Là cái lá của thiên nga nó sẽ không được đẹp mướt mát đâu nhá. Đây này, nó sẽ có cái chấm cháy cháy lá một chút ở trên cái bề mặt lá nhá. Nhưng sẽ không ảnh hưởng gì vì thiên nga là nó sẽ ra hoa ở phần củ. Nên là cái này các bác lưu ý cho em là những cái dòng lan ấy ạ, mà cái thân nó to mập thì mình tưới nước vừa phải thôi, đừng tưới nhiều quá nhá. Vì cái độ trữ nước của cái thân mập như này là nó rất là lớn. Mình tưới nhiều quá là sẽ ống nước và nó sẽ gây thối rễ đấy ạ. Đó, 270 một combo 5 màu nhá. Tiếp theo đây em giới thiệu với các bác một cái dòng giáng hương. Dòng này cũng là dòng cây lai của Thái Lan nhá. Đây, hoa là hoa màu cẩm nhá các bác nhá. Ở bên ngoài nó hoa nó màu đẹp hơn này. Tình trạng cây là đang có nụ nhá các bác nhá. Đấy, hàng cây lá xếp nhá. Hoa nó đây, hương thơm cực kỳ luôn. Và hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Các bác nhìn thấy cuống hoa cũ đi chưa? Đây hoa mới đây. Cái màu hoa mới ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu như thế này em sẽ miễn phí ship nhá. Hàng lá xếp nha các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn. Riêng những cái hàng lai, cây lai nhân giống là bao giờ người ta cũng tìm cái mặt hoa đẹp này. Người ta nhân giống nhá. Cánh nó màu cẩm, lưỡi nó màu hồng nhá các bác nhá. Lưỡi nó màu tím hồng, đẹp lắm. Em giới thiệu tiếp các bác một cái dòng giáng hương. Hàng này hàng giống của Thái Lan nhé, được người ta lai tạo này. Hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm, một năm ít nhất nó sẽ ra 3 lần. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Hoa màu tím nhá.
một cây như này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 100k một cây. Khi các bác mua 3 cây, em sẽ miễn phí ship. Và cái dòng này là dòng dễ gió nhé, các bác nhìn này. Đấy, có một cái bông, mấy cái bông hoa nó đang sắp tàn đây. 100k một em, các bác mua 3 cây em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp bác, các bác mua ghép đơn mỗi thứ một cây, em vẫn chuyển hàng cho các bác nhé. Hoa siêu thơm luôn. Hoa nó gọi là thơm nắm nắm ấy các bác ạ. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa thôi nhá, siêu đẹp luôn. Đó là Corat Cookie nha các bác nhá. Cái bông nhà em, bông thực tế, cái cây nhà em đang nở tại vườn đây nha các bác nhá. Nắng nó dọi vào đâm ra nhìn nó không đẹp này. Cánh tròn, bông to nhá. Đẹp lắm. Hoa thì gọi là siêu thơm luôn. Bác nào ở gần đây em đến em cho thưởng thức mặt hoa này. Các bác nhìn này, nhà em này, la liệt luôn. Đây, chỗ nào cũng thấy hoa, thơm lắm. Nói về cái dòng này thơm cực kỳ, nhà em giờ đến đây mùa bờ rào nhà em cũng có hoa nhá. Thơm cực kỳ luôn. Đấy. Nó có một cái mặt hoa đây, nó cũng nở tại vườn nhà em rồi. Mặt hoa nó sẽ hơi đậm hơn một chút. Đây tay em đây nhá các bác nhá. Đấy. Và cái hàng này em cho các bác xem cây thực tế đây. Cây thực tế đây tại vườn nhà em đấy nhá. Một chậu nó trung bình nó sẽ có 2 cây. Đấy. 2 cây như thế này. Có 2 dạng cây, một dạng cây là 2 cây đều nhau và một dạng cây mẹ con nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhà em này. Siêu đẹp luôn nhá. Hàng này em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như này em miễn phí ship nhá. Đây các bác này. Đấy, 3 chậu như này em miễn phí ship. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác, cây thực tế là cây này nó chưa có nụ, chưa có hoa nhá. Em bảo hành cho các bác từ giờ đến Tết là sẽ có nụ có hoa. Tại vì cái dòng này nhà em bán rất nhiều rồi. Em bán rất nhiều rồi, cứ về Việt Nam mình treo vài tháng là cây nó có, sẽ có nụ có hoa. Em bảo hành luôn, như các bác nào mua nhà em đợt trước này, đợt này là được ngắm hoa rồi đây này. Bộ rễ siêu đẹp luôn nhá. Đấy. Như các bác nào mua nhà em đợt trước là giờ đợt này đã có hoa rồi. Và đây trong cái lô hàng này nhà em đây, có một thực tế đây, có một cây đang có nụ rồi. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Thực tế đây, cùng một mẻ hàng đây, các bác nhìn cái cây giống nhau không? Đấy, cùng một mẻ hàng nhá. Cây nó có nụ rồi nhá. Đấy, và em nói lại một lần nữa là em bán tình trạng là em không thể cây nào em không vạch ra em bán nụ cho các bác. Em cho nên là em bán hàng không nụ nhá. 360.000 3 chậu miễn phí ship. Và các bác mua ghép đơn một chậu thì là 120.000. Đây, mặt hoa thực tế này em vừa cho các bác xem này. Đây nhá, các bác nhìn thấy cây này, cốc kẻ này mà nó 7 nụ hoa này. 7 nụ hoa mà dưới đây nó vẫn còn hoa nữa này này. Đấy, hoa đẹp rực rỡ luôn mà thơm muội là siêu thơm luôn ý. Nhà em chỗ nào giờ cũng có hoa nhá. Đây là cái vườn này, còn vườn trên kia cơ. Đấy, hoa là lung linh luôn. Đấy các bác xem này, em cho các bác xem quay thực tế đây, hoa tợ nở tại vườn nhà em đây nhá. Đấy, bác nào mua hàng giò to thì nhà em cũng vẫn còn nhá. Hoa này, cái đặc biệt của cái hoa này em nói lại này, hoa nở rải rác từ nay cho đến tháng 12 dương lịch, thậm chí là Tết nhá. Tết nhà em cũng đã được chơi hoa 2 năm rồi. Năm ngoái mấy năm kia nhá. Đấy, một chậu như thế này. 120k.